khánh thành hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An. Trên cơ sở dự ước kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở Du lịch vừa có dự kiến kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2020. Tổ chức nhập cảnh, cách ly 120 lưu học sinh Lào trở lại Nghệ An tiếp tục học tập. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Những thông tin mới nhất trên các lĩnh vực sẽ được chúng tôi chuyển đến ngay sau đây. Cục Cảnh sát Giao thông vừa tổ chức lễ khánh thành hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An. Tham dự có Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Quốc lộ 1A giữ một vai trò rất quan trọng trong việc giao thương, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại rất cao nên tình hình giao thông tương đối phức tạp. Hệ thống giám sát giúp tự động phát hiện các hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, tự động lập, quản lý, lưu trữ các hồ sơ ghi nhận các hành vi vi phạm, giúp lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người và phương tiện vi phạm các quy định của luật giao thông. Việc triển khai áp dụng các công nghệ hiện đại, đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ sẽ là căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định. Trên cơ sở kế hoạch cũng như kịch bản tăng trưởng chung của năm 2020 và dự ước kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Sở Du lịch vừa có dự kiến kịch bản tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, có 2 phương án. Phương án cao có tổng lượng khách lưu trú đạt 1.906.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 2.510 lượt. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1.788 tỷ đồng. Phương án thấp phấn đấu đạt tổng lượng khách lưu trú là 614.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 1.002 lượt, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 309 tỷ đồng. Được biết, dự ước trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đón gần 1,2 triệu lượt khách lưu trú, bằng 46% so với cùng kỳ năm 2019, đạt kế hoạch theo kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh. Trong đó, có 16.970 lượt khách quốc tế, bằng 22% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.119 tỷ đồng, bằng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Về lĩnh vực lữ hành, các doanh nghiệp đã phục vụ 14.500 lượt khách, trong đó có 2.930 lượt khách quốc tế. Doanh thu lữ hành ước đạt 30,18 tỷ đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa phối hợp cùng các lực lượng tổ chức làm thủ tục nhập cảnh cho 120 lưu học sinh Lào trở lại Nghệ An tiếp tục học tập. Toàn bộ lưu học sinh Lào nhập cảnh được tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, thăm khám sức khỏe, phun khử khuẩn, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch. Sau đó, các lưu học sinh nhập cảnh được lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu Nậm Cắn đưa đi cách ly tại các điểm cách ly tập trung theo quy định. Hết thời gian cách ly, các lưu học sinh mới trở lại học tập. Theo thông báo của cơ quan chức năng, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sẽ tiếp nhận tổng số hơn 300 lưu học sinh Lào nhập cảnh để tiếp tục học tập tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Một thông tin được dư luận quan tâm đó là vào khoảng 16 giờ 50 phút hôm qua 21 tháng 6, một trận hỏa hoạn dữ dội đã xảy ra tại chợ Thượng Sơn ở huyện Đô Lương. Ngọn lửa bốc cháy được xác định xuất phát từ ki ốt bán hàng vàng mã. Mặc dù được phát hiện sớm, nhưng do trong ki ốt chứa nhiều vàng mã nên lửa bùng cháy dữ dội. Người dân hô hào đồng loạt dập cháy nhưng không có tác dụng. Thời điểm này, nắng gay gắt, lửa bùng lan nhanh sang các ki ốt bên cạnh. Sau 30 phút, lửa đã cháy tổng cộng 8 ki ốt. Nhận được tin báo, đội cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn số 5 đã điều 4 xe chữa cháy và 30 chiến sĩ đến hiện trường phun nước dập lửa. Hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện, lực lượng dân quân tự vệ xã cùng hàng trăm người dân đã phối hợp dập lửa. Rất may các chỗ chợ bị cháy 100m có một kênh mương nhỏ dẫn nước nên việc tiếp nước cho các xe chữa cháy được thuận lợi hơn. Đến 18 giờ 17 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Hiện thiệt hại vụ cháy chưa được thống kê, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.